Chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái mạch điện gọi là cầu giao bán dẫn hay gọi là cầu giao điện tử các bạn nhé. Cho các bạn một số những anh em nào chúng ta quan tâm đến cái mạch điện này, chúng ta có thể làm theo và chúng ta áp dụng. Đối với cái mạch điện này thì nó áp dụng rất là nhiều. Ví dụ như cái mạch mà trên tay mình đang cầm đây, nó cũng là một trong các cái mà loại gọi là cầu giao điện tử hay là dây le điện tử. Thì nó sử dụng bằng chi ắc. Và cái việc mà sử dụng bằng chi ắc này nó sẽ có một số những cái ưu điểm so với cái mà sử dụng bằng dây le. Đó thì cái loại như này nó sẽ không sinh ra cái mo ve này, không sinh ra tia lửa điện này. Và đặc biệt là chúng ta có thể điều khiển một cái thiết bị công suất lớn với cách rất là đơn giản. Đó thì ở đây thì nó trên cái mạch điện này nó bao gồm những cái con ví dụ như là chi ắc. Ví dụ ở đây nó có hai con chi ắc này. Và mình sẽ lấy con chi ắc to hơn để làm mô phỏng cho các bạn thấy nó dễ dàng hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái con chi ắc này. Con chi ắc này là cái con BTA41-800 các bạn nhé. Đây. Đó. Và để làm được cái con chi ắc này nó thành một cái cầu giao bán dẫn hay là cái dây le bán dẫn ý, thì chúng ta sẽ cần thêm một cái linh kiện nữa. Với cái mạch điện này cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Và chúng ta sẽ lấy một con gọi là ốp tô quang đi ắc các bạn nhé. Gọi là ốp tô quang đi ắc. Và các bạn có thể hình dung cái con ốp tô này nó giống như một cái con đi ắc. Cái con chi ắc thì thường là nó phải kết hợp với con đi ắc để mà chúng ta có thể đóng mở nó một cách linh hoạt. Đó thì cái con này là con ốp tô quang đi ắc. Ốp tô quang đi ắc này nó có một cái nhiệm vụ, đó chính là khi chúng ta cấp một cái điện áp ở cái phần gọi là cái phần bên quang ấy, có nghĩa là phần ánh sáng. Tức là chúng ta cấp vào thì nó giống như một bóng đèn led nó sáng lên và cái con đi ắc đó nó sẽ dẫn điện. Đó thì ở đây mình đang có hai con này trên mạch này và mình sẽ rút ra để làm thí nghiệm cho các bạn thấy. Ở đây mình sẽ có hai con là cái con TLP665GF đó ở đây và mình sẽ rút ra một con làm thí nghiệm cho các bạn thấy nhé. Như vậy là cái mạch điện này chúng ta chỉ cần sử dụng hai con linh kiện, đó chính là một con chi ắc và chúng ta muốn công suất lớn nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng mối bán dẫn này lớn nhỏ. Ví dụ như con BTA41-800 này thì nó sẽ chịu được cái dòng tải lớn nhất là 41A và điện áp đỉnh là 800V. Thứ hai là cái con linh kiện gọi là ốp tô quang đi ắc. Thì con này mình đang sử dụng là con TLP665GF như các bạn nhé. Thì con này nó bao gồm là 5 chân này. Đó, và hai cái chân ở bên trên này này chính là cái con đi ắc. Và cái chân số 1, số 2 thì nó là phần gọi là phần bên quang. Có nghĩa là các bạn hình dung giống như là một cái bóng đèn led ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ kết nối mạch điện nhé. Chúng ta sẽ kết nối hai cái chân này, tức là hai chân đi ắc này này các bạn. Và chúng ta sẽ hàn với chân số 2 và chân số 3 của con chi ắc. Chân số 3 này chính là cái chân điều khiển các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ hàn như thế này. Đó, sau khi hàn xong thì như thế này. Như vậy là chúng ta cũng đã tạo thành một cái mạch điện gọi là cầu giao bán dẫn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục hàn hai cái dây điện ra, nó giống như là cái việc mà chúng ta làm một cái công tắc. Sau khi mình hàn xong cái chân số 1, chân số 2 của con chi ắc BTA41-800 thì hai cái dây này chính là hai dây chúng ta coi như nó là một cái dây công tắc các bạn nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta tác động đến cái phần mạch điện này thì hai cái dây này nó sẽ dẫn. Và nó dẫn thì tức là nó cho cái thiết bị của chúng ta nó hoạt động với cái điện áp là 220V hoặc là 100V xoay chiều các bạn nhé. Thì cái bây giờ mình sẽ làm cái thí nghiệm cho các bạn thấy cái việc mạch này nó hoạt động. Sau khi mà hàn xong thì mình sẽ có hai cái dây điện như thế này các bạn. Cái chân số 1 này này, cái chân mà nó có một cái dấu chấm này, ký hiệu này này, chính chân số 1 thì chân đó chính là nhận dương nguồn. Dương nguồn DC vào khoảng vài V. Cái chân số 2 là âm, chân số 3 là bỏ. Hai chân bên đối diện này chính là cái chân con đi ắc thì mình đã kết nối lên trên rồi các bạn nhé. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng với một quả pin để kích dẫn thì cái dòng điện của nó khá là lớn và mình sẽ cần phải hạn dòng cho nó, hạn dòng cho cái con ốp tô bên trong cái con ốp tô này này là con điện trở 220 ohm, 1/4W các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thí nghiệm kích mở bằng quả pin nhé. Bây giờ mình sẽ cắm điện này đó và mình sẽ có một cái quả pin này là 3,7V và mình sẽ cho cái chân dây màu da cam này này là âm, dây màu đỏ là dương. Thì các bạn thấy rằng là khi mình đã làm như này thì nó đã có cái tín hiệu đóng mở. Và cái đóng mở này nó phụ thuộc vào cái xung điều khiển chúng ta. Nếu như xung điều khiển của chúng ta mà nhấp nháy thì cái điện áp đầu ra cũng nhấp nháy. Xung điều khiển của chúng ta mà cố định thì nó cũng sẽ tần số
nó sẽ đầu ra nó vẫn là 50 Hz. Đó. Đây. Thì người ta dựa theo cái nguyên lý này mà người ta sử dụng cho rất là nhiều những cái mạch ứng dụng. Và tất nhiên là chúng ta cũng có thể lợi dụng cái việc như thế này, chúng ta có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Và trên thị trường thì cũng có những cái mình thấy những cái mạch mà cũng rất là ứng dụng và phổ biến, đó chính là cái mạch mà sạc ắc quy tự động. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng theo cái cách này, sử dụng cái tín hiệu của cái đường sạc ắc quy và đóng mở ngắt mở của cái đường vào của sạc thông qua con jack mà không cần bằng dây le, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng bằng dây le cũng được, nhưng mà tùy theo cái nhiệm vụ mà tùy theo cái mà chúng ta cần cái việc sử dụng. Ví dụ như là cái con jack này nó không bị sinh ra nhiễu này, đóng mở linh hoạt hơn này đó. Thì đây là một cái mạch điện rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản nhưng mà cái tính ứng dụng của nó rất là cao, và mình nghĩ rằng những anh em nào mà chúng ta quan tâm về điện thì chúng ta cũng nên để ý đến cái mạch điện này. Đó, thì chúng ta có thể làm theo và thành công ngay, rất là đơn giản. Và mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.